chưa vô cái dây này nữa. Đã vừa rồi ha. Cầm vô. Chưa trọng luôn rồi tính. Em xí xí mua bên này luôn. Tôi cắt bánh mì rồi tôi phải vô tôi bóp chứ. Phải cho tôi bóp chứ. Cái màn hình của Vifin đó nha cả nhà. Đây, lên hàng nha. Cái này chắc cỡ được chừng ký. Ký. Ký trở lại. Nhưng mà vô luôn rồi kệ nó. Rồi đầu đi. Thắt dây đúng không? Đúng sức quá. Cái cần em bỏ trong cái vỏ. Cái canh trong vỏ em á, trong cái vỏ này nè, đó này hả? Ừ đúng rồi. Anh không thấy tính. Trong ai vỏ kia, vỏ kia, vỏ bên kia. À, đây à. Đúng rồi. Có không? Con đầu tiên nha cả nhà. Con đầu tiên được cân nè. Không bấm số, bấm số lắm rồi. Rồi anh em coi nè nha. Ú. Một ký 85. Rồi đi ghi sổ nha. Đi ghi vô cái phần note trên điện thoại đi. 1 ký 85 nha. 1 ký 85 rồi đó. Cá đang dẫn nhất ngày. 45 dính rác rồi Lâm ơi. Rồi, nè rồi. Bỏ rộng đi Sơn. Bỏ rộng. Rồi giữ. Có cái lỗ ha, luôn. Rồi để dành nguyên bộ. Lại luôn nguyên bộ. Rồi, thấy. Nói với anh em quăng cũng cá ăn, anh em cũng cẩn thận nha. Coi Lâm. Coi. Chuẩn bị giật anh em ơi, chuẩn bị giật. Rồi con này có ký rồi. Này thì xanh. Đè rồi. Rồi, nó không có về với chủ được đâu. Gen mi rồi. Nó ở lại đó hả? Gen mi rồi. Thầy tôi ghét quá. Nhỏ hả? Mày không húng. Đó, ở lớp này nè. Nhỏ nhưng mà cũng có ký chứ, nó lan quá. Ăn cỡ này mà. À, đi vô. Chim. Nặng á, con này nặng á. Có cân không? Không cân thì bỏ rộng. Không cân luôn không? 3 lạng, 2 lạng. Coi chừng cái cân nó đang... Dựng ở lại với chủ. Chưa. Chủ cám tiếp. Có. Bài giống như là... Lẹ ghê chứ. Cầm. Đè xuống này xuống lấy khăn kìa. Ơi cá chim, có nước cá chim rồi kìa. Sao trùng tép nãy giờ không thấy nghĩa ta? Nó lọt xuống dưới vậy mày. Rồi. Lấy chừng á, quá đẹp. Rồi hết rồi kìa, dứt đó. Dứt đó. Chim đâu ra giữ vòng trời. Trời ơi. Ôi thấy có hiện tượng. Bự á. Rồi. Thấy đây mà chỗ là không có cái nhỏ đâu. Rồi, bự nha. Đúng rồi, đủ máy nhất ngày. Lấy cái giật. Trời ơi, coi kìa. Trời ơi. Từ từ thôi. Rồi nó chạy kìa, ghê không? Ok, cứ thoải mái đi anh. Rồi, thoải mái đi anh. Trả mô biên cho nó chạy một tí xíu. Cá ở đây nó khỏe lắm rồi. Sao... Dạ, em cho nó chạy mà. Mô biên có ấy đâu? Có. Rồi, quá ngon luôn rồi. Thấy tính, thấy cái cá nha. Mép dưới nha, mép dưới. Đó. Vậy là không có chở máy về nha.
Lấy cân ra cân, lấy cân. Lấy cân ra cân cho làm bo, nhiệm vụ. Mr. Bo dễ thương. Cái cân, cái cân ở trong vỏ. Ê, lấy, nè, lấy cân đi. Lấy cân, lấy cân lên. Hay thiệt chứ. Em thấy nó nhớp 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 nhớp. Đóng một cái dính thôi. Cá nó vàng hực mà nó bụng nó. Ủa con dây đâu ta? Dây. Không không lấy à, con dây sớm đây đâu ta? Hên đủ. Trong thách rồi thấy đâu rồi? Ủa sáng đâu rồi? Coi coi vòng vòng đó coi. Coi con dây đâu? Đù nãy giờ làm rồi chưa cuốn vô cái lỗ đó anh Lâm thấy không? Hay quá anh Lâm ơi. Anh Lâm. Kiếm vòng dây, kiếm vòng dây đi, cân con cá đi. Nãy đâu rồi? Con dây sáng đâu mất rồi nào vòng. Coi dừng cái tay. Được, thả to to không ta? Ủa cá nó út nu thì muội luôn á. Cá đang nó vậy. Ừ. Vô trong đây mà nó dây này. Nó ngợp, nó ngợp. Tôi kìa. Quá sức. Không có tụng. Ủa kì vậy? Cần coi coi dẹp lên trên đây coi. Trời ơi. Ú nu hiền muội. Rồi nha, bây giờ bắt đầu cân cá nha cả nhà. Lọc qua luôn, lọc qua luôn, lọc qua luôn. Rồi, bậy rồi, vuột rồi. Ở dưới nữa, cái dưới nữa. Dưới nữa. Rồi, xách lên. Rồi, bật lên, bật lên, bật lên, bật lên, bật lên. Đây đây, đây. Rồi, bật. Rồi, đúng rồi đó, rồi móc vô. 3 kg. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Đây đây đây. 3 kg 75. 3 kg 75. 3 kg 75 chậm nhất ngày nha cả nhà. Giữ giữ giữ. Ok. Ok. Hello cả nhà. Thì cái buổi câu mà gọi là câu giải giao lưu cuối năm của mấy anh em của mình á thì đến đây là kết thúc nha. Thì thành quả là cá các bạn thấy rồi ha. Thì trong clip thì các bạn biết rồi á thì con cá bự nhất thì thuộc về cần thủ của anh Bo. À, quá hên ha cả nhà. 3 kg 085 hay gì đó. Thì trong cái chương trình này thì chỉ có một giải nhất thôi là một cái con Renmi trị giá là 1.080.000 thì được giải nhất đúng không? Nhưng mà hiện tại giải nhì là chưa có anh nào giật giải thì Tuấn sẽ chơi chương trình bốc thăm. Ở trong đây có 3 cây này nè. Thì ai mà bốc ra được mà cái cọc cước dài nhất thì sẽ được một cuộn dây. Tức là anh Bo thì được giải nhất rồi thì không cho anh Bo tham gia cái chương trình bốc thăm nữa. Để dành cái phần mà bốc thăm cho ba anh em còn lại. Ba anh em mà không có giải á thì ở đây chưa chắc cọng này dài là dài nhất nha cả nhà. Anh em có thể chọn một trong ba cọng này. Đó. Thì trước khi mình chơi bốc thăm á thì mình sẽ trao giải nhất trước. Đây, phần thưởng dành cho anh Bo. Mời cả nhà giơ tay nha. Cảm ơn bạn. Xin anh Bo có đôi lời phát biểu về cái chương trình thi câu bữa nay đi. Rung quá. Rung quá. Anh em cứ đè kêu là giờ cuối lên. Mình cứ ngồi mình gồng không à. Rung quá. Nhưng mà cảm ơn anh em. Nên anh em nhường cho Bo cái giải là cuối năm. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn mọi người là tổ chức cái giải đi chơi hôm nay quá là vui. Rồi, ok. Quá hay. Rồi tiếp theo thì bây giờ làm nhanh luôn. Thì trong đây nó có 3 cọng dây nha. Thì kích cỡ dài ngắn là khác nhau. Thì ở đây cọng này dài nhất nhưng mà chưa chắc là nó dài nhất thì anh em ba anh em cứ bắt đi, hên xui. Thì ai nhỏ nhường cho bắt trước. Ai mà lụm được cái cọng dài nhất thì cầm đi mình đo lại. Thì rồi, sẽ được dễ nhì. Còn cọng này là của anh rồi. Rồi, tự đo chết bà coi chung ăn sao vậy? Sơn dài nhất rồi. Nè, phải không? Yeah. Sơn dài nhất rồi. Rồi ok, đây cái phần thưởng một cuộn dây đến từ thương hiệu Real Cocraft thuộc về Bằng Sơn. Đây. Một tràng vỗ tay các bạn ơi. Cảm ơn. Đây là dài nhì. Không, cái này khoan, cái này. Bữa nay đi câu á thì mình đánh nho của anh Lâm, của Sơn và của Thuần thì nói chung bị đứt rất là nhiều cả nhà. Tại đi câu xong rất là nhiều. Thì đây shop có ba hộp lưỡi thì sẽ tặng cho 3 người để anh em lấy lưỡi này tóm nho để lần sau đi câu tiếp. Đó. Thì cái này anh em muốn để cho ai tóm nho cũng được. Mọi người. Rồi, cảm ơn. Okay. Đó, thì thôi thì buổi câu hôm nay đến đây là kết thúc nha cả nhà. Thì để có nếu mà
có dịp nào đi câu hay là làm clip gì đó thì mình sẽ làm một clip mới, clip khác cho các em mình xem nha. Thì bây giờ anh em mình chuẩn bị đi về, trong sáng giờ ướt quá rồi, nhận nắng nhận nồi nhìn khác nhìn đói luôn hết. À thì thôi clip này xin kết thúc nha cả nhà, và mong là cả nhà mình sẽ chào đón những clip tiếp theo của bên shop đồ cầu Thanh Tuấn nha. Rồi, xin chào.